chương trình radio Cà Phê Sáng chúc cho tất cả các cô chú, anh chị một ngày mới thật đẹp và bình an. Tối hôm qua, bạn Bơ mang mấy quả chuối này ra đưa cho mẹ rồi nói: "Mẹ ơi, con tìm được 3 quả chuối bị đen đây, mẹ ăn hết đi." Mình ngớ người rồi đứng hình 5 giây, sau đó hỏi bạn ấy: "Vì sao lại chọn những quả đen để mời mẹ?" Thì bạn ấy nói: "Vì mọi khi con toàn thấy mẹ chọn quả đen để ăn mà." Ừ, đúng là như vậy, quả đen, quả dập, quả hơi hơi hỏng, từ chuối, na, hồng đỏ, cái gì cũng là mình tự chủ động chọn mấy quả chẳng ai muốn ăn để mình tự ăn. Nhưng hôm qua mình mới hiểu ra việc đó vô tình đã gửi đi thông điệp cho những thành viên khác trong nhà, đặc biệt là cho các bạn nhỏ, rằng mẹ thích ăn mấy thứ đó, mẹ sẽ là người mặc định dùng những thứ không ai muốn dùng, còn lại những thứ trắng trẻo, thơm ngon, lành lặn thì chia đều cho tất cả những người còn lại. Mẹ là người thích ăn mấy món thừa còn lại của bữa trước. Mẹ là thùng gạo. Mẹ là điểm dừng chân cuối cùng trước khi những thứ đó kết thúc cho vào sọt rác. Mình chợt bừng tỉnh, mình gọi hết đám con lại, rồi tuyên bố: "Từ giờ, đồ ăn trong nhà có gì ăn đấy, đồ nào cũng chia đều. Thứ gì còn thừa của bữa trước, bữa sau ăn sẽ chia đều cho cả nhà, mỗi người một chút, ăn cho hết. Đồ thực phẩm cần xử lý do chín, dập, xước sát vẫn có thể ăn được, cũng sẽ chia đều cho mỗi người ăn một ít. Ai cũng cần có trách nhiệm và nghĩa vụ của mình trong một gia đình. Và trách nhiệm của mẹ, đích thị, không bao giờ luôn là..." Nói xong, cả nhà chúng mình cùng nhanh nhạy lột hết vỏ đám chuối bị đen vỏ này, bỏ vào máy xay sinh tố cùng một quả bơ và sữa tươi. Nói xong, cả nhà chúng mình nhanh nhạy lột vỏ hết đám chuối bị đen ấy, bỏ vào máy xay sinh tố cùng với một quả bơ và sữa tươi. Mỗi người được một cốc sinh tố bơ béo ngậy thơm lức, ngọt nhẹ, tự nhiên vị chuối, cùng nhau thưởng thức. Mình nghĩ đó cũng là bài học đáng lẽ mẹ của mình nên dạy mình khi còn nhỏ, rằng mẹ không thể là người luôn phải hy sinh, luôn chịu phần thiệt, luôn phải ăn thừa, rằng mình và em mình chẳng thể lúc nào cũng được ăn ngon hơn, ăn đồ mới hơn, dù bất cứ lý do gì. Mẹ có cuộc sống của mẹ, con có cuộc sống của con, mẹ không nên lấy hy sinh của mình làm lẽ sống, và các con sau này lớn lên cũng như vậy. An lạc sưu tầm, gửi người tôi thương. Chương trình đến đây là kết thúc. Nếu thấy hay, xin hãy đăng ký kênh, like và chia sẻ. Chúc cho khán giả của An Lạc Radio sức khỏe, bình an, vô lượng phước lành. Hẹn gặp lại chương trình lần sau.